Bộ Công an khen thưởng các đơn vị triệt phá đường dây gần 1.400 bánh heroin. Gần minh bạch 16 triệu đô la Mỹ biên soạn sách giáo khoa. Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Vừa rồi là một số thông tin trong nước đáng chú ý mở đầu bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 419G, đại án ma túy khủng thu giữ gần 1.400 bánh heroin triệt phá mới đây. Chuyên án được bắt đầu với vụ bắt giữ 895 bánh heroin tại khu vực ngã tư An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 3. Ngay sau khi thu giữ được số lượng heroin đặc biệt lớn, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án. Ban chuyên án nhận thấy các đối tượng cầm đầu người Đài Loan, Trung Quốc vẫn tiếp tục vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, mượn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh làm nơi cất giấu ma túy dưới vỏ bọc xưởng sản xuất băng keo nhựa, hạt nhựa và kho chứa hàng hóa. Sau đó ma túy được ngụy trang trong container hàng vận chuyển đường biển đến Đài Loan. Đến nay, Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng Đài Loan đã thu giữ 1.390 bánh heroin của đường dây này. Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao thưởng cho 18 đơn vị tham gia phá án. Khi dự án làm sách giáo khoa được coi là thất bại, thay vì trả lại số tiền 16 triệu đô la Mỹ đi vay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đàm phán để tái cấu trúc khoản kinh phí này cho một số hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, việc chuyển đổi và sử dụng khoản vay này như thế nào là điều mà nhiều người băn khoăn. Trong cấu phần của khoản vay Ngân hàng Thế giới 77 triệu đô la Mỹ để đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thì sẽ có 20 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ biên soạn và thực hiện sách giáo khoa. Trong đó 16 triệu cho việc biên soạn một bộ sách và 4,5 triệu mua sách cho học sinh vùng khó khăn. Tuy nhiên do không thu hút được chuyên gia, tác giả biên soạn nên kế hoạch biên soạn một bộ sách này bị phá sản. 16 triệu thì nghe có vẻ là to, nhưng đối với cả đất nước thì nó cũng không phải là kinh phí lớn. Thế cấu phần này trong RGF thì hiện nay đang được sử dụng một phần là trong cái sự thống nhất của Ngân hàng Thế giới là để tập huấn, để biên soạn tài liệu và tập huấn cho người thẩm định sách giáo khoa. Còn một phần kinh phí nữa thì tới đây là sẽ có cái phần mà tiếp tục tái cái cấu trúc của dự án RGF thì sẽ được sử dụng vào những cái cấu phần khác, những cái hoạt động khác, nhưng mà cũng phục vụ cho việc đổi mới chương trình sách giáo khoa. Không thực hiện được nhưng cũng không trả lại 16 triệu đô la Mỹ, mà thay vào đó sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng sang hoạt động khác của dự án. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng nguồn vốn vay ODA không phải là việc đơn giản, hay Bộ Giáo dục và Đào tạo nói muốn tái cấu trúc số tiền là có thể thực hiện được ngay. Việc sử dụng vốn vay ODA phải đúng mục đích, không đúng là không được. Anh thay đổi mục tiêu chi mà, đúng không? Một đằng là để in sách, một đằng là đào tạo. Thì ai duyệt cái diện cho anh? Chính phủ có cho phép không? Thứ hai là tôi đề nghị tôi là trong trường hợp ấy thì minh bạch ra anh chi vào cái gì, anh đã không in sách mà anh chi vào những cái khoản gì, anh phải minh bạch hoàn toàn. Cũng theo nhiều chuyên gia, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải nếu không tái cấu trúc mà trả lại thì sau đó vẫn phải dùng ngân sách để chi cho một loạt hoạt động như mua sách hỗ trợ đối tượng chính sách được mượn, bồi dưỡng giáo viên là không hợp lý. Bởi lẽ, việc đầu tư vào đâu, như thế nào, cụ thể bao nhiêu, nó phải được đặt trong một tổng thể ngay từ đầu, chứ không phải đến khi được dư luận hỏi mới công bố chuyển mục đích khác. Câu chuyện mà đầu tư về cơ sở vật chất hay đầu tư về đội ngũ giáo viên thì đã có những cái nguồn kinh phí khác rồi, chứ không phải bây giờ không có mà chúng ta cần phải bù sang. Rõ ràng là những người đứng đầu ngành giáo dục đang không có một cái nhìn tổng quan và không có những cái quyết định chính xác, mà mới là chúng ta đi tìm những cái nguồn khác để bù vào cái nguồn này. Thì chúng tôi đòi hỏi một câu trả lời chính xác từ phía Bộ Giáo dục. Nếu đã là nhà nước là một nhà đầu tư, khi anh đầu tư vào một lĩnh vực nào đó thì đương nhiên anh sẽ tính đến cái lợi ích của nó. Nếu lợi ích nó không đảm bảo, dự án đó không khả thi thì nhà nước sẽ dừng lại. Và đương nhiên người ta có quyền thu hồi cái vốn đấy lại. Cái quyền thu hồi vốn lại là quyền của nhà nước. Còn thu hồi bằng cách nào, thu hồi như thế nào, ai là người phải chịu trách nhiệm? Tôi nghĩ rằng cái đó thì chính phủ cần phải có một cái câu trả lời thỏa đáng cho người dân, để người dân biết được. Bài học lãng phí ngân sách nhà nước của nhiều dự án đã hiển hiện. Minh bạch, công khai hóa để xã hội giám sát sẽ là phương thức hữu hiệu để ngăn ngừa tiêu cực, lãng phí, và giáo dục không phải là ngoại lệ. Theo dữ liệu kiều hối thường niên mới cập nhật của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là nước có lượng kiều hối lớn thứ 9 trên thế giới,
đứng thứ 3 tại châu Á và duy trì trong top 10 thế giới về thu hút kiều hối trong nhiều năm trở lại đây. Đây là tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế. Là một trong những địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước, tốc độ tăng trưởng kiều hối chuyển về Việt Nam qua thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 10 đến 15% mỗi năm. Thậm chí có năm chiếm đến 50% tổng lượng kiều hối cả nước. Từ đầu năm đến nay, lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đã vượt 4 tỷ đô la Mỹ và đang tiếp tục tăng nhanh. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tính đến 11 tháng của năm 2019 thì lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4,3 tỷ đô la. Và dự ước của cả năm thì cũng khoảng từ 5,2 đến 5,3 tỷ, tức là nó cũng cao hơn so với năm 2018 là khoảng chừng 9%. Để đón lượng kiều hối mỗi năm một tăng đổ về Việt Nam, các ngân hàng thương mại cũng không bỏ qua cơ hội cung cấp dịch vụ nhận và chuyển tiền kiều hối mỗi dịp cuối năm, thời điểm được coi là mùa. Hàn Quốc này, Nhật này, Đài Loan này, lượng tiền kiều hối chuyển qua ngân hàng chúng tôi năm vừa rồi thì cũng đạt được con số rất là khả quan và tăng trưởng so với 2018 15%. Đây là lần thứ 5 Việt Nam lọt vào top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Nhưng xét trong bối cảnh năm nay, con số 16,7 tỷ đô la Mỹ tương đương với 6,4% GDP này có ý nghĩa đặc biệt. Năm nay nó đặc biệt bởi vì là thứ nhất trong bối cảnh kinh tế thế giới nó còn nhiều biến động, nhiều thách thức, thì rõ ràng với cái mức tăng từ 5 đến 7% kiều hối Việt Nam chúng ta là một cái mức rất là đáng khích lệ trong bối cảnh chúng ta đang tiếp tục mong muốn củng cố cái dự trữ ngoại hối, rồi tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc. Dòng kiều hối về Việt Nam qua 26 năm đã tăng khoảng gần 120 lần, từ 0,14 tỷ đô la Mỹ năm 1993 lên 10 tỷ đô la Mỹ năm 2012 và đến năm 2018 vọt lên 16 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019 dự báo là 16,7 tỷ đô la Mỹ. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Nguồn vốn hỗ trợ sẽ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của quỹ khi đáp ứng các điều kiện như có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án. Còn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của quỹ khi có dự án sản xuất kinh doanh khả thi nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của quỹ khi đáp ứng các điều kiện có dự án sản xuất kinh doanh khả thi được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị. Lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 4,16% một năm, lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn là 6% một năm. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với thời gian thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp tối đa không quá 7 năm. Thời hạn ân hạn cho một dự án vay vốn chung và dài hạn tối đa là 2 năm. Làm sao để tạo điều kiện cho người khuyết tật có thể đi du lịch như nhiều người bình thường khác? Đây vẫn là trăn trở của những người thực hiện dự án du lịch tiếp cận tại Việt Nam do quỹ Uplift Phần Lan tài trợ diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo các đại biểu tại Việt Nam, luật người khuyết tật năm 2010 đã quy định tiếp cận là việc người khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và các dịch vụ khác phù hợp để có thể hòa nhập cộng đồng. Mặc dù vậy, hiện nhiều khu du lịch, các khu lưu trú, địa điểm tham quan có các hạng mục hỗ trợ khách hàng là người già, người khuyết tật vẫn rất bất cập. Không chỉ hạn chế về hạ tầng du lịch, giao cản đối với du lịch tiếp cận cho người khuyết tật còn tới từ nhận thức của cộng đồng. Nhiều công ty du lịch không mặn mà với đối tượng khách hàng là người khuyết tật, một phần vì phải tăng người hỗ trợ, tăng thời gian chi phí. Vì vậy, dự án du lịch tiếp cận đã triển khai trang web du lịch tiếp cận.com và mạng xã hội Facebook du lịch tiếp cận ở Việt Nam. Tại đây, cộng đồng người khuyết tật có thể tìm thấy thông tin về các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, phương tiện và mức độ tiếp cận các công trình này với người khuyết tật. Từ các cuộc khảo sát thực tế, dự án đã phản hồi tới chính quyền và các cơ sở dịch vụ du lịch để dần loại bỏ những rào cản với người khuyết tật. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Mỹ lại thúc ép các nước NATO. OPEC cộng nhất trí cắt giảm sản lượng dầu. Thưa quý vị khán giả, Mỹ có thể có hành động về thương mại đối với những nước thành viên NATO không đóng góp đủ hạn ngạch ngân sách cho liên minh quân sự này. Tuyên bố trên được Tổng thống Donald Trump đưa ra chỉ một ngày sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối. Tổng thống Donald Trump khẳng định
Một số quốc gia NATO hiện không tích cực với mục tiêu nâng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GDP theo yêu cầu. Chính vì thế, Mỹ có thể sẽ có hành động về thương mại đối với những nước này để thúc đẩy đóng góp nhiều hơn cho khối. Tăng đóng góp ngân sách cho NATO là tranh cãi lâu nay giữa Mỹ và các nước thành viên. Đây cũng là nội dung gây căng thẳng tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua tại Anh. Tổng thống Mỹ đã chỉ trích Canada từ chối tăng ngân sách quốc phòng, thậm chí hủy họp báo sau hội nghị để về nước sớm. Tuy nhiên, ông sau đó vẫn khẳng định các cuộc trao đổi tại London đều diễn ra suôn sẻ và quan hệ giữa Mỹ với các nước thành viên NATO khác đều tốt đẹp. Mỹ đang có các cuộc gặp và thảo luận thuận lợi với Trung Quốc và chưa có ý định áp các mức thuế bổ sung. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố trên sau khi Bắc Kinh mới đây ra điều kiện gỡ bỏ một phần thuế quan để hai bên ký thỏa thuận thương mại tạm thời. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump cho biết hai bên chưa thảo luận về việc Mỹ áp thuế bổ sung 156 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng khẳng định đàm phán thương mại với Trung Quốc đang đi đúng hướng và hai bên đang tích cực nỗ lực hướng tới một thỏa thuận song không bó buộc vào một hạn chót nào. Việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vốn được dự kiến diễn ra trong tháng 11 vừa qua, trước khi vòng đánh thuế mới vào 156 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12. Tuy nhiên, việc ký kết bị hoãn lại đã đặt ra câu hỏi liệu Washington có áp thuế bổ sung đối với Bắc Kinh như dự kiến hay không. Nhằm ngăn chặn tình trạng dư cung và giảm giá trị trên thị trường, hôm qua tại cuộc họp của nhóm ở Viên, Áo, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác chủ chốt đã nhất trí sẽ tiến hành một đợt cắt giảm sản lượng sâu hơn, thêm 500.000 thùng một ngày cho hết quý 1 năm sau. Ngay sau cuộc họp, Bộ trưởng Năng lượng Nga đã xác nhận thông tin OPEC và các nước đối tác nhất trí giảm sản lượng. Theo đó, các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới sẽ cắt giảm tổng cộng 1,7 triệu thùng một ngày, tương đương 1,7% sản lượng toàn cầu. Dự kiến các bên sẽ tiếp tục nhóm họp trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 12 để thảo luận chi tiết của thỏa thuận này và hạn ngạch phân bố theo từng nước. Tháng 9 năm ngoái, OPEC cộng cũng đã nhất trí giảm sản lượng 1,2 triệu thùng mỗi ngày kể từ đầu năm 2019 nhằm giữ cân bằng thị trường cũng như hạn chế việc giá dầu mỏ xuống thấp. Thỏa thuận này đã giúp giá dầu tăng từ mức 40 đô la Mỹ một thùng vào cuối năm 2018 lên khoảng 70 đô la Mỹ một thùng hiện nay. Hôm qua, một vụ cướp vũ trang táo tợn nhằm vào cửa hàng đá quý đã diễn ra tại bang Florida của Mỹ. Cuộc truy bắt và đấu súng sau đó đã nổ ra giữa cảnh sát và nhóm cướp tại một điểm nút giao thông đông đúc vào giờ cao điểm, khiến 4 người thiệt mạng. Đấu súng xảy ra trên đường phố khi cảnh sát truy đuổi hai đối tượng khống chế một xe giao nhận Ops để bỏ trốn sau khi cướp một cửa hàng trang sức ở khu phố mua sắm Miracle Mile tại thành phố Coral Gables, bang Florida, Mỹ. Cảnh sát sở tại cho hay, trong vòng 1 phút rưỡi, hai đối tượng đã đấu súng với chủ cửa hàng. Khi cảnh sát đến hiện trường, các đối tượng đã di chuyển về phía đường Mariana, sau đó khống chế xe Ops để bỏ trốn. Sau khi truy đuổi bằng cả ô tô và trực thăng, cảnh sát đã tiêu diệt được hai đối tượng. Tuy nhiên, tài xế xe Ops cũng thiệt mạng, trong khi nạn nhân thứ tư ở trong xe gần hiện trường vụ đấu súng đã thiệt mạng do trúng đạn lạc. Ngày 5 tháng 12 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại một khách sạn 4 sao ở thủ đô Athens của Hy Lạp. Lực lượng cứu hỏa đã huy động 35 lính cứu hỏa và 12 phương tiện chữa cháy tới hiện trường. Thông tin ban đầu cho biết đã có ít nhất 3 người bị thương, trong khi 22 người khác đã được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi đám cháy. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn này, cũng như có bao nhiêu người ở trong khách sạn vào thời điểm xảy ra cháy. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố những dữ liệu khoa học đầu tiên về hành trình tiếp cận gần nhất với mặt trời trong lịch sử thăm dò vũ trụ của con người. Hành trình được kỳ vọng sẽ giải đáp những câu hỏi nhiều thập niên qua về tác động của thời tiết không gian tới trái đất. Theo NASA, dữ liệu từ tàu thăm dò mặt trời Parker được cho là sẽ thay đổi nhiều hiểu biết của giới nghiên cứu thiên văn. Tàu Parker là sứ mệnh đã được nung nấu trong hơn 50 năm qua nhằm tìm kiếm lời đáp cho những câu hỏi như điều gì tạo ra nhiệt của mặt trời, nhiệt trong khí quyển và các cơn gió mặt trời được hình thành như thế nào. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu Parker sẽ giúp giải đáp những thắc mắc này. Gió mặt trời là luồng hạt điện tích giải phóng từ vùng thượng quyển của mặt trời. Chúng tạo ra những dòng chảy liên tục trong vùng không gian của hệ mặt trời, được gọi là thời tiết không gian. Dòng chảy này có ảnh hưởng nhất định tới trái đất và sứ mệnh của tàu Parker là nghiên cứu nguyên lý vật lý đằng sau sự tác động này. Tàu Parker là vật thể nhân tạo đến gần mặt trời nhất trong lịch sử. Hiện tàu cách mặt trời khoảng 24 triệu km và mục tiêu cuối cùng là tiếp cận mặt trời ở khoảng cách 6 triệu km. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.